Hiện tại thì mình thấy đó là trên gương mặt của chị có vùng má nó bị chảy xệ rất là nhiều này, có các cái rãnh sâu như là rãnh má giữa này, rãnh vùng mắt này, rãnh mũi má này, rãnh góc miệng sâu này. Nó làm cho phần cơ đổ xệ xuống, phần da chảy xệ xuống. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái công nghệ đó là nano lifting, trẻ hóa gương mặt toàn diện. Mình xử lý toàn bộ những cái phần rãnh mũi má bị teo mỏng này và mình nâng toàn bộ cái phần cơ này lên. Đồng thời thì mình sẽ đưa các cái sợi chỉ collagen fiber vào để mình nâng toàn bộ cái phần da này lên, làm cho da được săn chắc và được trẻ hóa. Làm xong cái công nghệ này thì gương mặt của chị sẽ trẻ ra được khoảng 10 tuổi đó ha. Nano lifting là công nghệ trẻ hóa gương mặt toàn diện, nâng cơ xóa nhăn, sử dụng dưỡng chất tái tạo làn da từ sâu bên trong, làm trẻ hóa gương mặt, trẻ hóa da, nâng cơ, làm tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, đã chỉnh lại được hết những cái tỷ lệ trên gương mặt. Dạ rồi, bây giờ mình đã làm xong rồi. Trong quá trình làm thì chị cảm giác thấy sao, có đau gì không chị Khanh ha? Không có đau gì quá, thật sự là không có đau gì hết. Làm rất là êm, thấy trẻ trùng ra. Đó thì mình nãy bây giờ mình tập trung đã nâng rất là nhiều cái vùng má của chị này, phần má này mình nâng lên này, phần mắt cũng vậy, mình xử lý cái phần nếp nhăn quanh mắt là chị này, làm cho nó gương mặt nhìn trẻ trung, gương mặt là trẻ hóa toàn diện luôn. Này về thì cái hiệu quả này mới thấy là ban đầu thôi, về sau chừng khoảng 1 tháng 2 tháng chị Khanh sẽ thấy càng ngày nó càng đẹp nữa. Mình thấy da nó sẽ đẹp, nó mịn màng, nó được nuôi dưỡng từ bên trong, nó tăng sinh collagen, nó trẻ hóa, mình sẽ thấy hiệu quả sẽ rất là tuyệt vời ha chị ha.